Lần trước tôi có làm video về GTA nhưng tôi chơi với đồ họa tệ nhất, được khá là nhiều người ủng hộ. Thế nên là hôm nay tôi đã mod GTA trở nên chân thật nhất có thể. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Thì đây chính là câu trả lời. Holy moly, mọi thứ đã trở lại như cũ rồi anh em ạ. Nhưng mà lần này là nó còn đẹp hơn trước nữa. Không biết anh em có thấy hay không chứ nhà đồ các thứ cát này và cả nước nữa, nó đẹp hơn bản gốc nhiều. Mọi người xung quanh tôi ai cũng nhìn chân thật cả. Nhìn phát cái muốn mà lem luôn à. Thì tất nhiên là tôi cũng phải thực hiện thử thách đề ra trong cái thế giới này rồi. Và thử thách đầu tiên của chúng ta đó chính là rửa chiếc xe này. Xe tôi cũng mới mua anh em ạ. Nói chung là không chê vào đâu được cả. Nội thất chỉ có gọi là perfect thôi. Giờ thì đi rửa xe thôi nào. Thử thách đầu tiên cũng khá là nhẹ nhàng. Sẵn tiện cho anh em xem cái đường phố của nó ra sao luôn. Đường phố nó cũng đã đẹp hơn rồi đấy. Wow, chân thật thật sự. Wow. Tiệm rửa xe đâu ta? Tiệm rửa xe là cũng khá là gần đây nên là tôi sẽ chạy qua nó nhanh thôi. Yep, tới rồi. Yep. Thử thách đầu tiên của tôi đã hoàn thành. Nếu mà anh em chịu để ý một chút xíu là anh em sẽ thấy rác. Tôi không ngờ là rác nó còn chân thật đến như vậy cơ mà. Rác ở khắp mọi nơi. Thử thách tiếp theo của chúng ta đó chính là lấy máy bay và bay tới cái điểm cuối cùng của cái bản đồ này. Là cái điểm này này. Nếu như anh em coi video của tôi thường thường là tôi sẽ bay ra đó đấy. Anh em nghĩ tôi sẽ lặp lại cái thử thách đó mà không có lý do? Tôi có lý do của nó hết. Tại vì tôi muốn quan sát thành phố này từ trên cao coi nó đẹp đẽ đến cỡ nào. Giờ thì đi qua lấy máy bay của tôi thôi nào. A few minutes later. Ôi. Rồi xong. Ê, chiếc xe mới mua của tao. Mới rửa luôn mát á chứ. Có xe mới vô là y như rằng là mai mua chiếc mới luôn. Rồi mai mua chiếc mới thiệt luôn. Rồi đúng luôn. Trời, ui. Tại nó chửi tôi mà tôi không ngờ là có cảnh sát nhiều đến như vậy. Thôi lỡ rồi đi luôn chứ sao giờ. Come on đi vô luôn. Xanh á. Chơi ngu. Đây, máy bay tôi cất bên đây đây. Máy bay đâu rồi nhỉ? Come on, không lẽ nó chưa giao tới? Đâu xanh? Ủa đâu rồi? Hình như là tôi vô nhầm kho rồi thì phải. Mở nó mấy thành cảnh sát đuổi tới luôn rồi. Họ máy bay bên đây, đúng rồi. Nhưng mà tôi đâu có cần con này. Thôi kệ, lỡ rồi lên luôn chứ sao giờ. Chơi. Lẹ. Cái này bay sao? Bay đi. Đúng rồi, bay sao nhỉ? Khó thế. Tôi không biết bay con này anh em à. Rồi để tôi kiếm chiếc khác nó dễ hơn coi. Đậu xanh. Chiếc kia đi. Ôi. No. Come on. No. Bung vô. What the. Đây. Chiếc này mới đúng này. Tự nhiên nãy đâu ra. Chiếc kia nó lú ra. Mình phải lên. Tại vì gặp cảnh sát á mà. Chiếc này đi khám phá thành phố mới đúng này. Xanh đó. Bay luôn. Lên. Yes. Ôi. Khó bay thế. Tôi nghĩ chuyến này khá là lâu đây. Tại vì nó tận map bên kia luôn cơ mà. Ôi, nói chung là nhìn ở phía dưới cũng đẹp phết nha. Wow. Ôi, quẹo. Ui. No. What the f***? Khó điều khiển thật sự. Hãy tận hưởng đi nào. Đây là thành phố nhìn từ trên không xuống. A little longer than a few minutes later. Ôi, hình như sắp tới rồi thì phải nha. Tôi nhớ mang máng là qua cái ngọn núi này là sẽ tới đích rồi đấy. Tính ra cũng nhanh phết. Không biết anh em thấy sao chứ tôi thấy cái thành phố nó cũng được. Rồi chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ thứ hai nào. Ê, hình như lộn chỗ bên đây mới đúng, bên đây mới đúng. Come on. Đáp luôn nha. Để tôi thử tôi đáp luôn thử coi sao. Thôi tôi nghĩ là không nên đâu. Nhảy luôn. Bung vô. Let's go. Xuống rồi cái thằng này. Đâu xanh lâu thế. Xuống. Ừ. Hợp lý luôn. Xong. Thế là thử thách thứ hai đã xong. Cảnh báo, thử thách tiếp theo mang yếu tố bạo lực, cân nhắc trước khi xem. Và thử thách thứ ba của chúng ta là đấm 10 thằng. Anh em cứ nghĩ sẽ đấm 10 thằng bình thường như thế kia. Không. Hôm nay tôi sẽ cho hả đấm 10 thằng lực lượng. Mấy thằng tập gym đấy. Mà mấy thằng tập gym thì nó không có ở đây á. Nó phải ở bên bãi biển cơ. Thằng nào đưa ra thử thách gì mà ngu thế nhờ. Giờ tôi phải chạy lại bên kia cơ. Đậu xanh cay thế nha. Giờ tôi phải chạy xe đạp về hết trời. 1 hour later. Sau khi tôi đạp mấy ngàn cây số thì muốn lòi quần ra luôn thì rốt cuộc nó cũng đã tới. Giờ tôi phải đi kiếm mấy cái chỗ tập gym ấy. Có mấy cái thằng mà đô lên đấm cho nó sướng. Đây hình như là bên đây thì phải nha. Không có ai luôn à. Ủa nhớ đã tập nhiều lắm mà ta. Cái này có tính không nha. Cái ông nội này chắc không tính đâu. Nhìn bụng bia quá. Giờ tôi kiếm thằng nào nó ngầu hơn xíu quá. Thằng này cũng to nè. Cho tôi thử sức trước đi. Nope. Mày đánh ai? Tới đây con trai. Rồi một thằng. Nói chung là thằng này nó chưa cơ bắp lắm nhưng mà cũng khá là khó khăn. Giờ chắc tôi phải chờ tới sáng rồi mọi người ạ. Mấy này nó chịu tối hình như nó không tập thì phải. Ê sáng chưa nha. Mà nó nằm từ tối hôm qua đến giờ luôn ấy. Không biết mấy đó tới chưa để tôi ra tôi xem thử coi.
sao có hai thằng thế? Đậu xanh, what's up? Ồ, mấy này to nè, mấy này được nè. What the f*** man? Mày ăn hiếp ai đừng. Mày ăn hiếp ai đừng ăn hiếp tao. Mày ăn hiếp ai? Mày ăn hiếp ai hả ngày? Ơ. Bà thằng. Mày tập này này thì tập. Tới đây luôn nè con. Chạy. 5 tháng, 5 tháng. Cho tao thêm 5 nữa thôi. Đâu xanh. Mấy cảnh sát tới luôn rồi cây thế. Nói chung đấm người cũng khá là khó khăn ấy. 8, 8, 8, 8. Còn 2 người nữa, 2 người nữa. No. No, stand up, run, 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 run. Đủ rồi, yes, yes. Chúng ta đã hoàn thành thử thách thứ 3, come on. A few moments later. Thử thách thứ 4 của chúng ta là cướp máy bay phản lực ở khu quân sự và tiêu diệt một máy bay đang bay. Really mean? Mở cái thử thách này nó khó khăn vậy cơ luôn ấy. Một cái này ngầu này. Thấy ngầu thật sự đấy. Nói chung là mua cái này cũng có khí thế để đi cướp anh em à. Giờ tôi cần một chiếc xe thật là nhanh để phóng vô cá là lụm máy bay chật phản lực liền. Ôi xe đẹp, khoan. Cho tao mượn. Sau một hồi rút cuộc thì tôi cũng tìm ra được vị trí của khu quân sự rồi. Đây này, nó trong đây cái này. Mong là chiếc này có thể chống chịu được gọi là mấy chiếc xe tăng nó sẽ bắn tôi ấy. Tôi cần một chiếc thật sự nhanh mà chiếc này giờ nó vãi lắm. Nó không thể nhanh được, mong là mọi chuyện sẽ ổn. Chị em vô nha, chứ em không có ý định gì hết á. Cái đường này được nè, cái đường lẹ. Vô lẹ chứ không xe tăng bắn. Ủa nó chật tôi sẵn luôn rồi. Máy bay đâu nha. Thôi. What the f***. Mấy chiếc chạy chậm không phải là cách. Cho nên là tôi đã đem chiếc xe này đi độ cho nó nhanh, mong là có thể vượt qua được mấy cái gọi là xe tăng và mấy đứa lính. Ui, nhanh quá rồi. Thôi. Mi vừa mới thấy nó lú ra luôn. Tôi nghĩ là tôi nên né đường chính ra, sẽ đi đường phụ quẹo giống hồi nãy đấy. Chứ đường chính toàn xe tăng không ra sao chơi. Lẹ lên nào. Đừng có be stupid giống như hồi nãy. Come on, vô rồi. Quẹo qua này. Ui bắt bài, đừng để cho nó bắt bài. Tôi nghĩ là máy bay nó trong kia rồi, không phải máy bay này. Đúng rồi, máy bay này này. Come on, let's go. Come on. Lên. Nó tới giờ lẹ. Thôi xanh. Come on mẹ, nó đang tới. Lên. Yes, let's go. Cướp được rồi. Giờ tôi phải bắn. Ui, what the f***. No. Ui. Ai bắn thế? Ui, có vẻ là cái pháo phòng không của cái khu quân sự hay sao ấy. Chúng ta còn vật cản khá là lớn. Đó chính là cái súng phòng thủ của cái khu quân sự này đây. Đậu xanh á. Bắn hộ tao luôn. Đấy. Tuổi gì bắn luôn. 12 seconds later. What? How? What the hell? Nó cứ bắn ở đâu ấy? Mấy thằng này cây thế nha, nó bắn ở đâu ấy? Nói chung là trong cái khoảnh khắc này tôi cũng phải review một chút xíu, đó chính là cây cỏ nhìn đẹp hơn kìa. Đẹp thật sự luôn ấy. Ngon mà bắn tao coi. Ôi, tôi thấy một chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh lên thì phải. Ơi, bẻ lên. Bẻ xuống. Wow, holy moly. Yes, tôi né được. Let's go. Come on. Nhưng mà giờ tôi phải bắn một chiếc máy bay trên không. Đâu ra một chiếc máy bay đó nha. Ui, bay phiên lực. Come on. Tao không muốn giết người vô tội đâu, nhưng tại cái thử thách này thôi. Let's go. Come on, dí đi. Yes. Let's go. Nó đâu, quay lại. Chiếc máy bay này nó bị cái gì ấy? Đâu rồi, nó kìa. Không phải. Hình như nó rơi rồi mọi người ạ. Nói chung là tôi cũng đã hoàn thành thử thách thứ tư rồi đấy. Khá là khó khăn luôn ấy. Và đấy là đồ họa GTA 5 chân thật nhất mà tôi từng chơi. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.